Cuộc đua vào lớp 10 trung học phổ thông công lập vốn được coi là một kỳ thi áp lực và căng thẳng nhất. Nhiều người còn cho rằng kỳ thi này còn khó hơn cả thi đại học. Trong khi nhiều địa phương đã quyết định bỏ môn thi thứ tư trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10, thì Hà Nội, học sinh và phụ huynh đang thấp thỏm đợi Sở Giáo dục và Đào tạo công bố môn thi thứ tư. Nhiều tranh cãi xoay quanh đề xuất bỏ môn thi thứ tư lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nếu như thời điểm trước Tết, học sinh tập trung ôn thi 3 môn chính gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, thì thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhiều phụ huynh và học sinh đang ngóng môn thi thứ tư được công bố. Nhiều ý kiến xoay quanh việc nên giữ hay bỏ môn thi thứ tư này cũng được đưa ra, và đa phần đều nghiêng về ý kiến bỏ môn thi thứ tư. Đang trong cái giai đoạn nước rút như thế này, thì con, riêng với cảm nhận của bản thân con thì con cũng mong muốn là sẽ bỏ môn thi thứ tư, bởi vì là cái môn thi thứ tư khi mà đến cuối tháng 3 mới công bố thì càng tăng thêm áp lực cho các bạn. Em thấy là nên bỏ môn thi thứ tư để cho bớt áp lực cho các bạn học sinh. Em thấy là ôn 3 môn là quá áp lực cho các bạn rồi. Ngoài những lý do đã cũ như giảm tải áp lực cho học sinh hay câu chuyện ảnh hưởng bởi Covid-19 3 năm đầu cấp, năm nay trả lời câu hỏi vì sao muốn bỏ môn thi thứ tư, khá nhiều lý do mới tiếp tục được đưa ra. Để ôn 3 môn chính thì con đã hầu như là không có thời gian nghỉ, nhiều lúc phải học đến tầm khoảng 1-2 giờ sáng, đây là chuyện có thể xảy ra. À, hiện nay thì để vừa duy trì ôn thi và vừa có thể cải điểm thi lớp thì con đang rất là cố gắng. Bọn em là khóa thứ 2 sẽ được tiếp cận với chương trình giáo dục mới ở cấp phổ thông trung học. Thì ở chương trình này thì các học sinh được phép chọn các môn, tự chọn tùy theo nhu cầu và sở thích của mình. Thì em nghĩ là môn thứ tư này sẽ thực sự không cần thiết, tại vì là có thể sẽ không được phù hợp với chuyên ngành của một số học sinh đã lựa chọn theo cái nguyện vọng và nhu cầu của mình. Khi mà cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được thực hiện từ năm 2022-2023, thì chúng ta thấy đây là cái giai đoạn mà định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Các em học sinh chỉ lựa chọn một số môn học trong 6 môn mà sẽ lựa chọn làm môn thứ tư. Do vậy, có lẽ đến lúc không cần thiết phải thi môn thứ tư, chúng ta chỉ cần tổ chức thi cho các em 3 môn, đó là môn toán, môn ngữ văn và môn ngoại ngữ. Trên mạng xã hội hiện nay là có hai cái luồng dư luận. Một là luồng là cũng là phụ huynh thôi, nhưng mà luồng là bỏ môn thi thứ tư. Có những luồng phụ huynh thì lại là muốn giữ môn thứ tư lại, bởi vì đó cũng là một trong những môn cứu điểm cho các bạn đấy. Vì mỗi bạn sẽ có cái năng lực khác nhau. Đó, thế nên thực tế rằng là cái vấn đề ở chỗ nó không phải là bỏ môn hay là ít môn, bỏ môn hay thêm môn, vấn đề ở chỗ là cách thức chúng ta ra đề kiểm tra đánh giá như thế nào. Thực tế, quá trình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới. Bước sang giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, học sinh không nhất thiết học tất cả các môn lựa chọn. Do đó, nhiều giáo viên và học sinh cũng đồng tình với quan điểm này và cho rằng việc thi 4 môn không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Đến thời điểm hiện tại, chưa rõ Sở Giáo dục và Đào tạo giữ hay bỏ môn thi thứ tư. Nếu thi môn thứ tư thì đâu sẽ là môn được sở lựa chọn. Cuộc đua nước rút để giành vé vào lớp 10 có lẽ vẫn còn rất căng thẳng trong thời gian tới.